Rồi, hello anh em ơi. Hôm gài lâu quá mới về được con Neo Kim 206 ha, giá tốt cho anh em mình chơi. Con này bán cho anh em mình 22 triệu bao hồ sơ nha anh em. Máy zin nha. Đó. Máy zin, áo sóng zin theo xe luôn. Đó, áo sóng zin nè. Cái Neo Kim mà 206 giật cáo zin mình dòm dễ biết lắm, chỉ cần mà dòm mấy cái mũ này thôi anh em. Nếu mà zin theo xe là theo 5 tháng là cái mũ này nó tái màu đi chưa? Đó, nếu mà thay áo mới lên là cái màu nó đỏ tươi lắm. Đó rồi theo 5 tháng là cái màu nó tái tái vậy nè. Nhìn là đủ hiểu cái áo zin nó sao rồi. Rồi sơn bạc zin luôn nha. Xe này là sơn bạc dành căm zin luôn. Đó, dành căm sơn bạc zin. Đó, căm còn ánh chì là vàng vàng nữa chứ. Đó, căm nó còn vàng vàng. Tuy rằng nó cũng xuống màu chì vậy đó ha, xuống màu chì chứ nhưng còn nó còn cái ánh vàng, ánh kim đẹp lắm. Đó, ốc tán còn vàng đẹp ha. Đó, có một cái thì cái xe này thì nó cái sơn phuộc nó nổ hơi nhiều. Đó, sơn bạc phuộc này nổ hơi nhiều ha, 555 nè. Đó, anh em về muốn đẹp á thì bắn lại. Đó, sơn lại không có nhiêu tiền chứ. Cặp phuộc chói quá, sơn chừng trăm ngoại ngàn là ok. Đó. Đĩa bọng rồi cũng còn khá ha. Xe này thì máy móc nguyên zin này. Đó. Đầu cổ rồi thì nói chung thì cũng sạch sẽ, tại xe mộc mà. Xe tụi em về tụi em không có rửa qua quá chắc gì luôn nè. Nó chỉ rửa với xà bông. Nó xịt dầu là chơi à. Đó chưa. Nè nó đóng ba cái bụi đất đồ dơ em nè. Đâu có rửa tẩy bọng gì đâu. Nhưng tẩy là bò lên màu trắng tươi ha. Ta cái làm cái giá này thì để vậy luôn, rửa vô dầu bán được rồi. Chứ tẩy rửa làm chi đâu. Để xe mộc cho anh em mình chơi luôn. 22 triệu rồi dễ chơi đến chết. Đậu lâu quá hư bình này ha, đậu lâu quá hư bình này. Chừng nào anh em nào mua thì em sẽ kiếm cái bình nào mạnh nó thay cho anh em mình đầy phát nổ nha. Chứ không có để gì gửi cho anh em đâu, anh em mình cứ yên tâm. Máy im ha. Đó, máy đang nổ im gu. Đó, không có kêu dên hay là gáy dên gì đâu. Nồi bọng là im gu, không có giọng bọng nha. Sơn lóc liếc từ nguyên zin nè. Đó, lóc liếc sơn bạc zin ha, có chạy chóc rồi nhẹ nhẹ nè, thấy chưa? Sườn bọng rồi cũng đẹp. Đó, sườn bọng rồi không có xét, không có mục rồi ha, đẹp ok. Đó, mấy thằng neo thì cái sườn cái chỗ này thì anh em phải chịu rồi đó. Cái chỗ này thì 10 chiếc như 10 rồi, nó bị xét này chỗ này nè. Nước đó, anh em, nước nó văng vô cái động như này nè, xét chỗ này ha. Đó, về cái này anh em mình kỹ á, mình mua sơn chống xét mình quẹt vô. Đó, nó lắp mấy chỗ xét đó là ok ha. À, anh em không tin em á thì anh em cứ coi đi. Mấy chiếc xe cọp mới dẫn xét chỗ này nha. Nó dẫn ở chỗ này là dẫn bị bông sơn. Tại nước nôi nó động ở đây nè. Đó, máy đang nổ nè, im quá ha. Rồi còn Neo Kim là chỉ phái mấy là dòng 206 này thôi. Đó, 206 thì máy móc đồ là im rồi. Đây, đó, bình mở ra sạc nè. Bình đậu lâu quá nó hết điện mở ra sạc rồi đó. Kiến zin còn cặp luôn này nha. Đó. Còn cặp kiến. Bên trong bình xăng lớn là cũng còn là đẹp ha, ok ha, không có xét bọng, không có dưới bông sơn dập sơn gì ha. À, ốc tán là chân cẳng đồ cũng sạch đẹp. À, dành căm đồ còn vàng. Ôi cái chất xe này tầm giá này là quá ok anh em, quá dễ xài rồi. Nó đợt mấy xe mà máy có làm rồi kia mình bên em còn bán 19, 20, 21 rồi bình thường nữa. Mà cái xe này máy zin luôn nha. Bô bọng này coi. Rồi bô bọng đồ ok anh em ơi. Đó, bô bọng đồ không có bị lủng lườn một lườn rồi ha. Đít bọng là có lủng không? Đít bọng đồ ok anh em ơi. Đó, không có lủng, không có mục gì ha. Quá êm. Rồi, hơi hám đồ, lửa củi đồ là ok, không có khói bọng gì nha. Đó. Đồng hồ đồng bọng đồ là kim bọng là còn đầy đủ, không có gãy gụng gì nha. Đó. Em tả xe vậy là quá kỹ rồi đó nha anh em. Anh em nào thấy vừa ý thì alo cho em Trường nha. Chốt, số điện thoại của em là 0961 374 375. Đó, anh em có cần thêm thông tin hình ảnh chi tiết thì inbox Zalo với em nha. Rồi xin cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.